Động cơ cực tách. A. Động cơ cực tách tốc độ nhanh. Stator của động cơ cực tách split polar motor như hình bên. Có những cực đặc biệt. Một phần nhỏ của những cực này bị tách qua một rãnh, một cuộn dây nối tắt như hình bên. Sẽ được quấn quanh phần cực bị tách này. Chỉ một phần đường sức của từ trường do cuộn dây ở stator tạo ra đi qua cuộn ngắn mạch. Qua đó hình thành một sự phân tán từ trường khá lớn dẫn đến lệch pha giữa dòng điện trong cuộn dây stator và dòng điện chạy trong cuộn dây nối tắt. Hai dòng điện lệch pha tạo nên một từ trường, các cực từ của nó dịch chuyển lần lượt đến các cực stator, cực chính 1, cực tách 1, cực chính 2, cực tách 2 vân vân. Trường quay không đều này tác dụng vào rotor lồng sóc. Động cơ vận hành như là một động cơ không đồng bộ. Ta thấy, chiều quay của động cơ cực tách luôn luôn đi từ cực chính đến cực tách. Chiều quay được quyết định bởi sự bố trí của các cực động cơ và nó không thể thay đổi bằng điện. Nếu rotor của động cơ được chế tạo từ vật liệu từ cứng, rotor từ trễ, thì sau khi được khởi động, động cơ sẽ hoạt động như động cơ đồng bộ. Động cơ cực tách bền, chắc chắn và được sản xuất với giá thành rẻ. Vì hiệu suất không cao, khoảng 30%, nên thường được sản xuất với công suất nhỏ dưới 300W để sử dụng trong lĩnh vực truyền động của bộ gia nhiệt dùng quạt. Máy bơm dung dịch kiềm và bộ phận vắt nước của máy giặt. Khi vận hành đồng bộ, nó còn được ứng dụng cho thiết bị chuyển mạch có lập trình. B. Động cơ cực tách tốc độ chậm. Loại động cơ này có khoảng 10 đến 16 cực và có vận tốc quay khá nhỏ, thường được chế tạo dưới dạng rotor ngoài như hình bên. Stator được cấu tạo từ một cuộn dây kích từ dạng vòng và hai nửa phần stator bằng thép tấm. Hai nửa phần của stator ở đường bao ngoài có các chuôi bằng lá thép, chúng tác dụng như những cực bấu, mỏ kẹp. Trên nửa phần stator, cực tính của những cực vấu này giống nhau vì chúng được xác định bởi từ trường của cuộn dây kích từ. Cứ mỗi cực vấu, mỏ kẹp, thứ hai là một cực tách. Trên cùng một nửa stator, các cực tách được bao xung quanh bởi cùng một vòng ngắn mạch, nối tắt. Vòng này sẽ tạo ra sự lệch pha cần thiết của từ trường trong các cực tách với từ trường trong các cực chính, dẫn đến việc hình thành một từ trường quay. Rotor như một cái nồi được úp lên qua những cực vấu. Một vòng làm bằng vật liệu từ cứng được bố trí ở mặt bên trong rotor. Từ trường quay của stator sẽ cảm ứng trên vòng rotor dòng điện xoáy, giúp cho rotor quay khởi động không đồng bộ. Từ trường quay tạo nên các cực rõ rệt trong vật liệu từ của rotor, nhờ đó mà rotor đạt được vận tốc của từ trường quay. Động cơ cực tách loại chậm là động cơ đồng bộ một pha. Động cơ đồng bộ cực tách có công suất đầu vào khoảng từ 1W đến 3W được ứng dụng trong đồng hồ, điều khiển chương trình, giờ lẻ định thời hoặc trong các thiết bị đo lường với máy ghi.